voi là một cư dân không thể thiếu ở lục địa đen. Những gã khổng lồ rất khó bị đánh bại. Tuổi thọ trung bình của voi châu Phi lên đến 70 năm, nhưng chúng cũng có thể chết sớm hơn vì bất kỳ nguyên nhân nào đó. Con voi này không bình thường. Nó yếu ớt đứng dựa vào cái cây, chứng tỏ nó đã bị thương rất nặng. Vẻ mặt tiều tụy, đầy lo lắng. Được biết, nó đã bị một con voi đực tấn công vào mạng sườn. Vết thương quá nặng, nó sắp chết. Vậy khi gã khổng lồ chết thì điều gì sẽ diễn ra? Đầu tiên, những con voi kéo đến nơi để khóc thương đồng loại của mình. Đây có lẽ là những thành viên thân thuộc trong gia đình, có thể là chị em hoặc mẹ con. Quá trình khóc thương bao gồm trèo lên xác con voi chết. Đó chẳng khác gì một cái ôm sâu đậm. Con voi ôm xác có vẻ rất thân thiết, không đơn giản là nghi lễ tiễn biệt, có gì đó rất thiêng liêng. Chúng đang tự an ủi, động viên lẫn nhau để vượt qua nỗi đau mất mát này. Còn giờ, nghi lễ mới trở nên rõ nét. Các thành viên dùng chân và vòi chạm lên cái xác. Cuối cùng, con voi đi ngược cái xác, dùng chân sâu sờ vào con voi đã mất. Khi màn đêm buông xuống, những kẻ khiêng xác đã đến. Bày lên cẩu làm công việc của chúng, xé rách lớp da dày của voi để đánh chén phần ruột. Một bộ lòng khổng lồ có thể lấp đầy bụng một đàn lên cẩu lên đến 50 con. Một bữa ăn giàu dinh dưỡng với lên cẩu, bởi con voi này không phải bị bệnh dịch mà chết. Ngày mới bắt đầu, con lên cẩu cuối cùng rời đi. Giờ đến lượt bầy kèn kèn lân trắng tiến vào bữa ăn. Chúng sẽ sơ sạch bộ lòng voi. Sau đó, chúng sẽ chờ lên cẩu quay lại để xé rách da voi. Vì kèn kèn không đủ sức để xé da voi mà rỉa thịt ăn. Sau khi lên cẩu no nê, kèn kèn sẽ tiếp tục ăn. Dù đáng buồn, nhưng cái chết kiểu này của con voi rất quan trọng với môi trường. Xác voi nhanh chóng trở thành hệ sinh thái riêng. Bữa ăn có thể cứu mạng kèn kèn, loài đang giảm mạnh về số lượng do môi trường sống thay đổi và bị con người đầu độc. Hai kẻ khiêng xác này ăn cho đến khi con voi còn đống khung xương cứng thì mới thôi. Tuy nhiên, khi cái bụng đói, lên cẩu sẽ quay lại. Số lượng xương của gã khổng lồ sẽ tiếp tục được dọn dẹp.